Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Ngày hôm nay thì Ngọc Gia Ban lại tiếp tục có cuộc hành trình được di chuyển tới vùng đất thủ đô Hà Nội để tiến hành bàn giao và lắp đặt chiếc ghế massage nội địa Nhật Panasonic EPMA120. Do vấn đề về nhu cầu thông tin của khách hàng và anh khách yêu cầu Ngọc Gia Ban không được chia sẻ chi tiết và cũng như là về hình ảnh cá nhân của anh, nên là ngày hôm nay thì Ngọc Gia Ban cũng sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chặng đường và cũng như là cái cách mà bộ phận giao hàng của Ngọc Gia Ban vận chuyển và lắp đặt chiếc ghế EPMA120. Thì với cái cung đường mà Ngọc Gia Ban di chuyển tới nhà anh khách phải qua một cái ngõ nhỏ, nên là cần phải đặt cái chiếc xe tải ở bên ngoài và cũng như là sử dụng những cái xe cơ động và đặt cái chiếc ghế lên trên để có thể di chuyển qua chiếc ngõ và vận chuyển vào tới nhà anh. Thì trong ngày hôm trước thì anh cũng có nhờ Ngọc Gia Ban tư vấn xem là cái phiên bản MA120 về cái form dáng của nó có thể đi qua được về cái cầu thang của anh hay không. Thì với cái ngôi nhà của anh là thiết kế theo cái dạng nhà ngày xưa, nên là về cái cầu thang của nó cũng hơi nhỏ. Nhưng mà sau cái quá trình vận chuyển và cũng như là do và cũng như là được cái sự hỗ trợ của các thành viên ở trong gia đình của anh, nên là Ngọc Gia Ban cũng đã vận chuyển được cái chiếc ghế lên tới đúng cái vị trí và cái căn phòng mà gia đình của anh mong muốn. Thì sau khi mà vận chuyển cái chiếc ghế tới nơi thì bộ phận giao hàng của Ngọc Gia Ban đã tiến hành lắp đặt, bàn giao và hướng dẫn chi tiết cho anh và các thành viên ở trong gia đình. Và trong video ngày hôm nay thì cái cuộc hành trình của Ngọc Gia Ban thì đó chính là một trong những chiếc ghế massage cao cấp và cũng như là sự tin tưởng của anh khách. Thì anh cũng có chia sẻ với Ngọc Gia Ban là do là cái vóc dáng và cũng như là do cái cơ thể người của gia đình thì cũng mỗi người một khác, nên là cũng chia sẻ với anh là sẽ tới trực tiếp để trải nghiệm. Nhưng mà sau một thời gian thì anh tìm hiểu thì anh cũng nhờ vào cái sự tin tưởng, thì anh cũng dựa vào cái sự tin tưởng và cũng như là cái các cái video và clip mà Ngọc Gia Ban đã chia sẻ hàng ngày về giao hàng, bảo hành và cũng như là giới thiệu sản phẩm. Nên là sau khi đó thì anh cũng đã quyết định là lựa chọn cái phiên bản này. Và sau khi mà anh quyết định lựa chọn thì Ngọc Gia Ban đã tiến hành lắp đặt và bàn giao hoàn thiện cho anh. Lời cuối cùng trong video thì Ngọc Gia Ban cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình anh và kính chúc sức khỏe anh và đại gia đình luôn có một sức khỏe tốt, công việc làm ăn luôn phát tài, phát đạt, vạn sự như ý và luôn là người bạn đồng hành cùng với Ngọc Gia Ban trong những chặng đường tiếp theo. Cảm ơn anh và đại gia đình rất nhiều.